Yo, hello mọi người, chào mừng trở lại với channel DC Gaming của mình. Và hôm nay thì mình sẽ đem tới cho mọi người một phiên bản mới của ADP Zations. Thì như các bạn đã biết rồi, ADP Zations là một trong những bộ bài mà rất là nhiều người sử dụng ở thời điểm hiện tại vì cái sự đáng tin cậy và sức mạnh của nó là không có gì để bàn cãi rồi. Đây chỉ là một cái phiên bản mà mình đã nâng cấp và mình thay đổi một chút so với lại phiên bản ADP Zations thông thường. Và với việc mình thay đổi như vậy thì chúng ta cũng sẽ thay đổi cái game plan luôn và chúng ta sẽ đánh khác so với lại cái lối chơi bình thường của ADP Zations. Bây giờ cái lối chơi và cái game plan sẽ thay đổi như thế nào thì mình sẽ bắt đầu mình đi vào tổng quan của 60 lá bài ở trong cái bộ bài ADP Zations phiên bản Persians này và để xem coi nó khác biệt như thế nào so với lại cái phiên bản thông thường nha. Ok, thì những cái lá bài trong cái bộ bài này thì vẫn sẽ là những cái lá bài chính thì mình vẫn sẽ giữ nguyên thôi. Đó chính là hai con ADP để có thể sử dụng Altered Ray và Outer Creation để lấy thêm 30 dam và lấy thêm một prize. Bốn con Zations ở đây chúng ta không sử dụng Zamazenta bởi vì thực ra là con Zamazenta hoàn toàn không cần ở trong cái phiên bản này. Mình sử dụng bốn con Zations để chúng ta có tỷ lệ cao start Zations ở những turn đầu tiên và từ đó chúng ta có thể đơn giản là Intervent Sword và sẵn sàng ở trong thứ hai để có thể Outer Creation thôi. Vì vậy mình sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng 4-4 Zations và không có Zamazenta nào cả. Và đương nhiên rồi Zations Brave Blade 230 sát thương và cộng 30 là 260, gần như knockout tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Vì vậy 4 Zations có thể tăng tỷ lệ cao nhất để có được Zations và không sợ bị price. Ngoài ra thì những con hỗ trợ sẽ là một Crobat V với Dark Asset, 2 Degenerate GX sẽ có thể draw 6 lá bài mới, và một Elder Gods V để lấy lại những supporters mà chúng ta muốn, và sẽ là một con More Wilds GX ở đây nữa để khiến cho đối phương, đây là một cái thứ để disrupt hands của đối phương. Ví dụ như đối phương cầm Dene, cầm Crobat trên tay, như vậy chúng ta sẽ More Wilds mà khiến đối phương bench luôn con Dene đi và họ sẽ không thể draw được ở trong turn sau. Rất là tuyệt vời, một con More Wilds và đôi lúc sử dụng Willy Bites ở đây cũng được nữa. Khi đối phương bị full bench chúng ta gây được sát thương là 160, cộng thêm 30 của Arthur Creation là 190, một sát thương khá là ổn và gần như là nó ăn được khá là nhiều Pokemon luôn. Vì vậy một con Wilds GX ở trong bộ bài này, và đặc biệt là chúng ta sẽ có thêm một vài con Pokemon khác nữa, chính là một con Oricorio GX ở đây. Bởi vì lối chơi của chúng ta là có thể cho phép đối phương được knock out ADP của chúng ta sau khi chúng ta Outer Creation xong, miễn là làm sao mà chúng ta chỉ cần knock out được hai con high prize của đối phương trong hai turn thì chúng ta sẽ giành chiến thắng thôi. Thì đó sẽ là cái game plan của cái bộ bài này, là chúng ta sẽ knock out hai con high prize của đối phương thôi. Không quan tâm là sử dụng ADP được hay không. Nếu sử dụng được ADP thì gần như là trận đấu là nằm trong tầm tay của chúng ta rồi. Còn nếu như không sử dụng được ADP thì chúng ta vẫn có thể tấn công bằng những con Zations và knock out hai con high prize của đối phương. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần rất là nhiều tài nguyên và sử dụng con Oricorio GX này để có thể cho ba lá bài để có thể có được thêm nhiều lựa chọn hơn ở cái turn sau và setup để knock out đối phương. Và đặc biệt là để hỗ trợ con Oricorio GX thì mình sẽ còn sử dụng thêm line 22 của con Melt và con Persian GX này. Thì con Persian GX này có một cái ability rất là hay là mỗi turn nếu như Pokemon GX hoặc EX chúng ta bị knock out ở lượt của đối phương thì chúng ta được phép search trong cái bộ bài chúng ta và kiếm được hai lá bài mà chúng ta muốn và bỏ lên tay. Thì kiếm hai lá bài này là hai lá bài rất là quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta rất là dễ dàng setup được những cái turn knock out của chúng ta. Đó là tại sao mình sử dụng line 22 của Persian này, để vừa kiếm được những thứ chúng ta cần, sau đó sử dụng Oricorio và kết hợp những cái thứ như vậy thì chúng ta gần như là sẽ kiếm được khá là hoàn hảo gần như tất cả mọi thứ mà mình cần thôi. Vì vậy line 22 của con Persian ở đây và đó là tất cả những Pokemon mà chúng ta sử dụng trong đây. Còn những lá trainer thì energy trước đi, thì energy thì vẫn tương tự là 8 energy sắt và 2 energy nước thôi. Và những supporter thì chúng ta sử dụng 4 research, 2 money và đặc biệt là 4 boss ở đây để có thể boss. Chúng ta sẽ gust effect đối phương lên vì muốn có maximum boss ở đây. 4 boss ở đây, 2 Virian Forest là kiếm được energy, 2 Air Balloons nó hoạt động như là hai cái switch thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ attach thẳng vào người và chúng ta sẽ dễ dàng retreat hơn. 3 switch thôi bởi vì chúng ta sử dụng Air Balloons rồi, vì vậy mình chỉ sử dụng có 3 switch thôi. 4 Cherish Ball để search Pokemon GX, 4 Quick Ball để search Pokemon Basics, 4 Saucer sẽ có thể attach được energy shot ở trong Discard Pile và Pokemon mà chúng ta muốn. Và cuối cùng 2 Energy Spinners để có thể kiếm được energy chúng ta muốn và bộ 3 energy switch có thể switch energy xung quanh những cái Pokemon của chúng ta. Thì đây là cái cách chúng ta có thể Outer Creation ở turn 1, hoàn toàn có thể Outer Creation được ở turn 1 luôn. Và tất cả những gì ở trong bộ bài này, mục tiêu chúng ta trong trận đấu này sẽ là
cho dù chúng ta bị knock out con ADP ở turn 1 thì chúng ta hoàn toàn có thể thì sử dụng con Persian sẽ kiếm được những cái sorcerers và sau đó nạp năng lượng cho Jason và tấn công mà không cần phải sử dụng đến ultimate ray của con ADP. Thì yeah, trên lý thuyết là như vậy, và bây giờ mình sẽ đánh thử một vài trận trên ladder sẽ xem coi cái bộ bài ADP Jason Persian này nó hoạt động có ổn hơn phiên bản bình thường hay không nha. Alright, và tiến tới game đầu tiên của chúng ta và vẫn tương tự như một bài positions bình thường, chúng ta cũng sẽ muốn đi nhất, và chúng ta cũng sẽ muốn đi nhất, vì vậy nếu như được thì chúng ta sẽ chọn đi nhất, còn nếu như không thì không sao cả, chúng ta vẫn có khả năng là after creation được turn 2, vì vậy ok chúng ta start với con ADP và chúng ta có energy nước, đó là một cái khởi đầu khá là tốt. Chúng ta kiếm được gì là những thứ rất là quan trọng này, đó là energy nước và ADP ở đây rồi. Mình chúng ta start với nó luôn, hơn chúng ta không cần phải kiếm switch nữa. Vì vậy chúng ta chỉ đơn giản là attack research cái hands này đi. Ouch, khá là đau. Cái tỷ lệ mà họ có thể knock out được mình ở trên sau rất là cao, khá là cao. Vì vậy họ đi trước mà, vì vậy trừ khi họ hút energy sơn này thôi, còn nếu không thì mình nghĩ là tỷ lệ ấy con Aegis Vmax này tấn công được chúng ta trên đầu và knock out con ADP sau khi Alter Creation là rất là cao. Nhưng mà không sao cả, mình hoàn toàn vẫn có thể dùng con Persian của mình và chúng ta sẽ đơn giản là có thể kiếm được những lời chúng ta cần và boss những con Crobat của đối phương lên. Bởi vì chắc chắn là loại Aegis Vmax này họ sẽ bench rất là nhiều high price và không bao giờ chúng ta lo lắng là chúng ta không bắt được high price của đối phương lên cả. Đó không bao giờ là một vấn đề khi mà chúng ta đối đầu với lại Aegis Vmax và ok. Bao rất nhiều damage counters lên, như vậy là chúng ta gần như sẽ chắc chắn là sẽ bị đảm bảo bị KO ở đây rồi. Nhưng mà mình sẽ quan tâm đến việc chúng ta làm gì ở đây. Ui, chúng ta top deck một cái thứ rất là tệ, đó là cái thứ mà mình sẽ muốn và chúng ta sẽ không bao giờ muốn top deck cái đó. Mình sẽ muốn làm mỏng bộ bài của mình ra, chúng ta sẽ không cần nhiều GC như thế ở trong cái trận đấu này. Cherish Ball. Mình sẽ làm mỏng luôn một cái con mới có thể more wild turn này hoàn toàn ổn ở đây. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ ưu tiên cái con Oracle Rogue của mình hơn. Sau đó mình sẽ research cái hand CD. Chúng ta sẽ research hết mọi thứ đi. Energy Switch, ok. Đó tiếp tục một Energy Switch mà chúng ta không cần có nó xuất hiện ở trong cái thời điểm này. Đây là một thêm rất là tệ để cái mình sẽ more wild step. Bây giờ mình sẽ more wild đối phương. Yes, rất tiếc là họ không có gì cả. Họ có research với một đống energy. Ok, that's fine. Mình sẽ muốn có được một con Jason, một cái sorcerer ở đây để chúng ta có thể. Alright, perfect. Any switch thôi. Yeah. Bây giờ mình có muốn mất boss hay không? Mình nghĩ là mình sẽ không muốn mất boss đâu. Nhưng mà mình chưa xác được cái con Persian của mình. Mình vẫn còn có Elder Ghost các kiểu, vì vậy mình nghĩ là mình có thể chấp nhận mất hai boss ở đây được. Mặc dù turn sau mình hoàn toàn có thể đơn giản là boss trước sau đó mình drain, đó cũng là một lựa chọn. Để kiếm được boss turn sau cũng khá là khó, vì mình nghĩ là mình sẽ có thể boss trước và drain sau và chúng ta sẽ có thể sẵn sàng làm được điều đó ở đây, và mình nghĩ là mình sẽ đơn giản không done, chúng ta out of creations, chúng ta không done được. Nếu như mình click vào done thì gần như là trận đấu sẽ kết thúc, vì đó là một hành động rất là sai lầm và không ai làm như vậy cả. Ok, họ sẽ bỏ lên đâu? Đó chính là vấn đề ở đây. ADP luôn để đảm bảo là họ sẽ one shot được. Đó là một điều dễ hiểu thôi. Họ sẽ mất rất là nhiều energy ở đây. Rất là nhiều energy. Thì mục tiêu của chúng ta sẽ đơn giản vẫn là boss hai con Crobat lên và chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong game đấu này. Cái điều nhất mình sợ đó chính là chúng ta không thể sorcerer đủ energy vào Jason trong những turn tiếp theo. Có lẽ là chúng ta nên sử dụng hai more wilds, đó cũng là một cái lựa chọn. Cắt đi một Jason rồi sử dụng more wilds thì đó cũng là một cái lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc tới. Bởi vì con more wilds nó gây lượng xương rất là lớn với những bộ bài, những trận đấu như là Isurus Vmax này. Nó gây lượng xương rất là lớn, nhưng mà nó không lớn bằng Jason thôi. Vì vậy mình vẫn đang nghiêng về hướng là 4 Jason hơn, nhưng mà hai more wilds cũng là một lựa chọn tốt. Ok, họ switch vào để xem có họ có đủ Pokemon hay không. Sẽ rất là tệ nếu như họ không có đủ Pokemon ra đây. Mình nghĩ là với việc họ chừng ok, họ có thêm một con là 5-6 thì đó chỉ là 180 thôi, và hiện tại mình đã có tới 230 lận. Alright, đối phương của chúng ta rất là gập ngừng, và mình nghĩ rằng có lẽ là chúng ta sẽ sống ở trong turn này, và với việc chúng ta sống thì gần như là mình đảm bảo rằng chúng ta sẽ chắc chắn cái thắng ở game đấu này rồi. Không có gì là quá là bất ngờ cả. Lúc này thì chúng ta sẽ đơn giản là boss cái con này của đối phương lên, chúng ta sẽ này luôn, chúng ta sẽ lấy Scott cái boss còn lại, chúng ta sẽ lấy một energy nước của mình ra. Sau đó mình sẽ drain luôn và chúng ta sẽ draw những cái lá bài mới ở đây. Và đơn giản là ultimate ray knock out và lấy 3 prize ở đây. Mình sẽ nạp 3 G-Shark và chúng ta sẽ nạp
hai lên đây và một lên cái con mobile của mình để đơn giản là bây giờ nếu như họ knock out con nào thì chúng ta vẫn còn những lựa chọn ở đây. Nếu như họ crushing hammers con mobile chúng ta còn Zacian để sử dụng. Nếu như họ crushing hammers Zacian chúng ta còn mobile để sử dụng và không có gì quá phải lo lắng ở đây cả. Năng lượng cho hai con như vậy và chúng ta đảm bảo chúng ta có thể chắc chắn là thắng được turn sau rồi. Mình vẫn còn quick ball cho Elder Gods, thế nên bây giờ họ thứ mà họ làm đó chính là đó không phải là một ý hay. Tại sao họ lại bỏ ở đây? Cái cách mà họ giết họ có thắng được, vẫn có thể thắng được ở turn này, đó là knock out con ADP của chúng ta bằng Ghoul, rồi sau đó bắt chúng ta đẩy một con gì đó lên, và sau đó knock out những con mà chúng ta đẩy lên, và sau đó ở turn sau họ có thể thắng được. Nhưng mà hiện tại thì đây là một cái hand không quá là đẹp, nhưng mà ít ra chúng ta vẫn còn Oricorio sẽ có thể draw bài để draw được cái boss mà chúng ta cần. Thế nên mình nghĩ là vẫn chưa phải là ác mộng ở đây. Để xem con mình sẽ draw được gì từ Oricorio. Mình không xếp được con Mel trong trận đấu này, nhưng cho dù họ knock out được ở trận ở cái turn này thì mình cũng không quá là lo ngại, bởi vì thật sự là họ lẽ ra phải knock out nó ở turn trước nữa. Còn nếu như họ knock out turn này thì cũng khá là khó ở đây rồi. Chúng ta đang nắm một lợi thế rất là lớn và chỉ có một cái phép màu nào đó thì mới giúp họ thắng được ở game đấu này thôi. Để xem coi đối phương của chúng ta có tìm được cái phép màu đó và giành chiến thắng ở trong cái game này hay không nha. Dreaden, alright, và như vậy là con ADP chúng ta sẽ bị knock out ở đây và mình sẽ đẩy con Oricorio của mình lên. Chúng ta sẽ bày set mọi thứ đây và alright. Chúng ta top deck luôn cái thứ mà mình cần nhất, đó chính là cái đó. Và với việc như vậy thì có lẽ là mình sẽ đơn giản là Sorcerers và con Zacians của mình. Sorcerers và Zacians, chúng ta sẽ switch vào con Zacians của mình. Thế là mình sẽ Elder Gods và lấy được cái boss ra và chúng ta sẽ boss cái con Crobat còn lại của đối phương lên và Brave Blade, knock it out. Cho dù mình không có được, mình không sắp tới Elder Gods, chúng ta vẫn có thể Oricorio để draw bài lá bài và tìm kiếm được những gì ở chúng ta cần ở trong cái bộ bài của chúng ta. Và ở trong game đó đầu tiên là bộ bài ADP Zacian's Persians này, chúng ta đã giành được chiến thắng trước bộ bài rất là mạnh là Itersus VMAX. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đến game đấu thứ hai để xem coi chúng ta có thể thắng được game đấu thứ hai với lại bộ bài này hay không nhé. Ok, và tiến tới game đấu thứ hai chúng ta và để xem coi đối phương sử dụng bộ bài gì đây. Với deck box dog mình nghĩ có thể là tiếp tục một Itersus VMAX nữa. Lần này thì chúng ta đi trước rồi và đó là điều rất là tuyệt vời. Đi trước thì chúng ta có thể đơn giản After Creation trước. Man, mình không biết nói gì về cái hands này hết. Mình thật sự là không biết nói gì về cái hands này. Classic, rất là cổ điển, rất là kinh điển của Pokemon TCGs Online, đó chính là cái hands như thế này. Đó là một hands rất tuyệt vời và bây giờ chúng ta mất hai sao sờ thế này thì tỷ lệ mà chúng ta có thể bắt kiếm setup những con Pokemon thì chúng ta chơi những turn cuối cùng khá là thấp. Rất là thấp. Nhưng mà đôi lúc chúng ta sẽ phải chấp nhận những thứ mà hệ thống support nó cho chúng ta thôi. Hai research, mất switch và mất cả hai sorcerers nữa. Những cái mất mát rất là lớn ở đây. Top deck bây giờ tuyệt vời nhất của mình có thể đơn giản là một khoảng quick ball. Đó sẽ là top deck tuyệt vời nhất để mình có thể có được một cái sorcerer ở đây. Ít nhất là chúng ta được tối ưu được một energy ở đây. Và mong cái điều đó sẽ xảy ra ở đây. Họ sẽ bỏ lên đây, họ đang rất là lãng phí sử dụng cái này để họ có thể cho được thêm nhiều bài hơn. Nhưng mà mình không hiểu là tại sao họ phải làm như thế. Họ vừa mất đi hai con goons để sử dụng một con Crobat, và với việc sử dụng như thế này thì có thể là họ sẽ không đủ goons. Biết đâu họ sẽ whip goons hay gì đó để knock out được con ADP của chúng ta. Đó là một điều rất là tệ và để xem coi họ sẽ có phải trả giá hay không. Họ tiếp tục goons tiếp. Mình hoàn toàn không hiểu họ đang đây để làm gì. Họ đang định power goons tới khi chúng ta còn 30 máu và power accelerators chăng? Ok. Có thể là họ đang không có supporter, họ đang lúng mà mỏng một bài của mình. Alright, cherish ball. Khá đáng tiếc. Nhưng mà không sao cả, có thể more wilds. Họ không biết là họ có bao nhiêu hands ở đây. Mình có thể more wilds ở đây, nhưng mà thật ra thì mình cũng không muốn more wilds lắm. Một con goons đó thật ra cũng là một cái thứ có thể khiến con ADP chúng ta bị mất máu. Và mình không thích điều đó xảy ra, nhưng mà bởi vì nếu như vậy họ sẽ top deck cái con VMAX. Còn nếu không thì họ sẽ rất là tệ. Mình nghĩ là mình sẽ làm như thế. Ok, họ không có raw supporters và bench Crobat, nó sẽ khiến cho họ khá là khó để knock out được con sân sau. Ít nhất là bây giờ mình có thể đỡ lo lắng ở việc là tức là đỡ vì họ sẽ draw được những thứ ngon ở đây. Đây tiếp tục không phải là cái hands đẹp ở đây nữa. Có lẽ mình sẽ đẩy như này ra. Mình sẽ tiếp tục làm mỏng thêm một energy nữa của mình. Sẽ làm mỏng thêm một energy nữa của mình ra.
Rất là DNA luôn. Lần này chúng ta cần ADP, that's good. Đây là ADP. Hiện tại thì mình vẫn còn đang thiếu, mình vẫn chưa hoàn thành hết tất cả mọi thứ ở đây. Mình có thể sorcerers vào con mawile của mình. Sau đó mình có thể, mình cũng không muốn mất con này nhưng mà có lẽ là giờ mình có thể chấp nhận mất Evolutions được. Và sau đó mình sẽ lấy Crobat mình ra. Oh no, mình sẽ không có Crobat luôn. Man, chưa bao giờ chúng ta có một cái start tệ thế này cả. Và bây giờ thì mọi thứ sang rất là tệ ở đây rồi. Có lẽ là mình sẽ phải lấy con đấy của mình ra. Sau đó chúng ta sẽ Interpret Short ở đây. Và xem chúng ta có gì. Bây giờ chúng ta có Energy nước rồi. Nhưng mà cần nhiều hơn là cái Energy nước đó. Chúng ta cần nhiều hơn là như vậy. Nhưng mà hiện tại thì như mình thấy họ chỉ có Bots và con Goons trên tay thôi. Vì vậy có thể là họ sẽ đơn giản là Power Serator turn này. Và chúng ta sẽ khá là chilling ở đây. Mình hoàn toàn có thể đơn giản là turn sau có thể dùng con Mywire và tấn công luôn. Họ sẽ đẩy con Jason của mình lên. Ok, mình có thể DNA turn sau. Vì vậy mình cũng không quá là lo lắng ở đây. Họ có thể Power Serator và nạp cho cái con tiếp theo của họ. Ok, và họ sẽ quyết định làm như vậy. Mình hoàn toàn ổn với điều đó. Và bây giờ mình có thể đơn giản là Alter Creation ở đây. Nó sẽ quick buy con Jason của mình đi, mình không cần nhiều Jason tới vậy. Mình có thể Elder Ghost ở đây, giờ chúng ta sẽ phải Elder Ghost thôi. Chúng ta sẽ mất luôn cả cái con gì của mình, nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải như vậy thôi. Elder Ghost ở đây, và chúng ta sẽ lấy cái Research lại. Mình sẽ Outer Creation turn này. Và để xem coi, chúng ta sẽ làm được gì ở đây. Đó là Switch, đó là Energy Switch, và mình nghĩ là mọi thứ là khá là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ Energy Switch cái energy của cái con Crobat này qua con ADP của mình. Và bây giờ mình sẽ Outer Creation. Và ở turn sau thì chắc chắn hiện tại thì đó là Goons, để xem họ sắp deck cái gì ở đây. Đó chắc chắn là con Goons, và bây giờ thì họ sẽ sắp deck cái gì. Với việc họ chơi như vậy có lẽ là họ không sắp deck được Supporters rồi. Và mình nghĩ là chúng ta đã vượt qua được cái draw rất là tệ của chúng ta trong đầu game. Bởi vì nếu như họ knock out được ADP của chúng ta thì thực sự là rất là tệ. Ok, đó là Goons. Và Goons thì không đủ để knock out. Oh, đó là Energy thôi. Như vậy là họ đã discard con Goons ở turn trước rồi. Ok, họ tấn công được chúng ta. That's fine. Mình hoàn toàn ổn với điều đó. Bây giờ mình sẽ đơn giản là discard cái này của mình đi. Mình sẽ lấy energy cuối cùng của mình ra, mình sẽ lấy energy nước của mình ra để mình giữ những energy sắp để mình có thể nạp cho Zations. Nạp energy nước này, chúng ta sẽ boss cái con Crobat của họ lên. Bây giờ thì mình sẽ đơn giản là mình sẽ có thể sorcerers luôn, không lý do mình không sorcerers cả. Mình sẽ sorcerers luôn vào đây. Sau đó mình sẽ ultimate ray Kaboom, lấy 3 prize. Chúng ta đã có boss ở trong sân đây rồi, vì vậy chắc chắn chúng ta sẽ ở trong sân chúng ta sẽ thắng thôi. Vì vậy mình sẽ 1 đây, 2 đây, và 3 đây. Và bây giờ thì chúng ta gần như là sẵn sàng chiến thắng game đấu sau ở trong sau rồi. Trừ khi họ tìm được cách nào đó discard Crobat, thứ mà mình nghĩ là không bao giờ xảy ra ở đây. Vì vậy có Galaxy Switch, vì vậy nếu như họ store chúng ta bằng việc đó là, mà mình nghĩ là không thể nào mà store chúng ta được. Bởi vì nếu như họ store chúng ta thì còn AP của chúng ta sẽ sống nha. Ở đây mình nghĩ là game đấu này gần như là kết thúc rồi. Và họ sẽ lấy được 3 prize duy nhất của họ ở đây thôi. Và chúng ta đã có boss ở trong sau. Boss Crobat lên mình sẽ chiến thắng thôi. Ok, 3 prize. Bây giờ thì mình sẽ đẩy con Zations của mình lên. Và cuối cùng chúng ta sẽ boss cái con Crobat của họ lên. Và Brave Blade lấy 3 prize còn lại cuối cùng của chúng ta trong trận đấu này. Và tiếp tục ở game đấu thứ hai, chúng ta lại có một chiến thắng trước bộ bài Eternatus V Max. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đến game đấu thứ ba để xem chúng ta có được ba chuỗi ba trận thắng liên tục với lại bộ bài ADP Zacians Persians này hay không nhé. Alright, và tiến hành đến game đấu thứ ba chúng ta. Và lần này thì mình sẽ gặp một bộ bài hơi sắc, có thể là Lucario Memeros ở đây. Đó là một bài khá là khó chịu khi họ discard energy của chúng ta. Nhưng mà để xem chúng ta sẽ làm được gì ở đây. Chúng ta sẽ, họ sẽ cho chúng ta đi trước. Có thể đây là một bài Lucario Memorials thật. Bởi vì bộ bài Lucario Memorials bây giờ họ có rất là nhiều ít basics. Vì vậy họ sẽ rất là dễ bị mulligans. Và có thể gọi là start với một Pokemon và pass. Đó là một điều rất là tệ. Thế nên họ chọn đi nhìn đó cũng là một điều khá là dễ hiểu. Ok, chúng ta start với station. Chúng ta có Evolutions và không có gì quá là nhiều đáng kể ở đây cả. Thế nên mình nghĩ là nhưng mà chúng ta đang đi nhất mà. Mình cứ tưởng là mình đi nhì. Thường thì đó là Crobat. Mình không biết đó là gì nhưng mà đơn giản là mình sẽ như thế này thôi. Nó có thể là Ghost luôn nhưng mà mình nghĩ là họ khá là khó để đong. Mình không biết là bộ bài gì họ có thể đong chúng ta, nhưng mà mình không bao giờ mình muốn bench con Elder Ghost cả. Không bao giờ muốn bench con Elder Ghost, đó là một điều khá là ngớ ngẩn. Đó là Crushing Hammers, Tails. Ok. Khá là khó chịu ở đây.
Let's see. Đó là ADP with Bird Keepers và Crushing Hammers và Tool Scrappers. Ok. Energy Search thay vì Energy Spinners. Đây là một cái decklist rất tệ và mình sẽ khá là khó chịu nếu mình thua một cái decklist như thế này. Và cái Erica Hospitality. Man, nếu như mình thua cái decklist này thì mình không có gì để nói cả. Decklist rất tệ. Mà nếu như họ Altercation được ở turn 1 thì mình cũng giáp, đương nhiên là mình nghĩ là không, khá là khó để có điều đó xảy ra đây. Oh no. Mới có attach trước, sau đó mình sẽ có energy switch ở turn sau cũng được nữa. That's why mình chỉ còn một energy switch thôi, đó là một điều mà đáng phải cân nhắc ở đây. Man. Yeah, và energy nước của mình thực ra là vẫn còn, yeah, chúng ta cũng không còn energy nước nữa thì phải. Chúng ta vẫn còn một energy nước, mình có thể không attach ở đây cũng được. Để đỡ phải kiếm energy switch, mình nghĩ là mình sẽ không attach ở đây. Yeah, research. Research tất cả mọi thứ đi. Yes. Và để xem chúng ta sẽ draw được gì đây. Đó không phải là những thứ mà chúng ta muốn thấy ở đây. Yeah, đây là, đó là không phải là những thứ mà chúng ta muốn thấy. Nhưng mà ít nhất là như các bạn thấy, mình không base bất cứ một cái con, yeah, mình không base bất cứ một cái con high price nào cả. Bởi vì không base, mình có thể base con này, đó là hoàn toàn ổn. Bởi vì con này sẽ có 200 máu lận và Zacian thì mới knock out được, chứ ADP không knock out được nó. Vậy mình nghĩ là mình có thể chấp nhận base con này được. Nhưng thực ra cũng không, mình sẽ chưa bị knock out quá là sớm. Nhưng mà mình sẽ muốn tiến hóa sớm. Và yeah, mình sẽ enter short đây và chúng ta sẽ có Oricorio. Oh no, đó không phải là thứ mà mình muốn thấy. Mình không muốn Oricorio xuất hiện ở trong cái turn này, bởi vì họ sẽ có thể more wild, sẽ bắt chúng ta bên trong Oricorio này. Và oh yeah, đơn giản là họ không làm như vậy và thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có Dene, nhưng mà chúng ta auto creation chậm hơn họ một turn, vì vậy mình nghĩ là mình sẽ không muốn thấy con Dene này vội như vậy. Mình có quá là nhiều boss ở đây, nhưng mà mình sẽ phải money. Họ vừa có một cái hand không có supporters, nhưng mà chúng ta có lẽ sẽ phải như vậy thôi. Ok, đây là một cái hand hoàn toàn ổn. Chúng ta có auto creation ở turn sau thì chắc chắn là mới có challenge ball ở đây, để đảm bảo là họ sẽ không bắt được con này của mình lên và knock out nó. Đó là điều rất là tệ và mình không muốn điều đó xảy ra. Và auto creation ở đây thôi. Yeah, auto creation. Và bây giờ thì để xem qua họ sẽ làm được gì ở đây. Họ đã có high price ở đây, còn mình thì chưa. Họ không có làm ultimate ray knock out con này. Họ chưa ultimate ray vào vị trí active thôi. Và chúng ta vẫn có thể boss được con trên này của đối phương lên và knock out, nạp năng lượng station và sẵn sàng để boss thêm một turn nữa sân sau. Còn ở đây thì họ chưa làm gì mình cả. Họ có thể more wilds, nhưng mà rất tiếc chỉ có 3 lá bài trong tay thôi. More wilds sẽ không làm gì mình cả. Bây giờ mình chưa cần phải DNA cả. Vội vẫn có DNA ở sân sau. Vì vậy yeah, trừ khi họ tìm được cách nào đó để có thể nạp năng lượng cho Jason turn này, thứ mình thấy khá là khó để xảy ra. Họ chưa có bất cứ một energy nào trong discard pile cả. Và họ vừa mất cả sorcerers lẫn turbo patch ở cái turn research đó. Cái swell, that's fine. Để xem họ sẽ làm gì ở đây. Mình nghĩ là có lẽ là sẽ phải ultimate ray vào thôi. Mình sẽ sử dụng quick ball để shuffle cái bộ bài của mình lên trước. Ok, họ sẽ ultimate ray và that's fine. Bây giờ thì mình sẽ đơn giản là chỉ cần boss một con lên và knock out thì trận đấu sẽ nằm trong tầm quyển soát của mình. Và ok, đó là một, đó là hai, và ok, đó là ba G. Và bây giờ thì mình sẽ đơn giản là energy spinner cho energy. Đó là sorcerers. Mình có thể sorcerers cũng được nữa, hoặc là mình có thể không cần sử dụng energy spinner ở đây. Để mình có thể sử dụng được nhiều thứ, mình sẽ cherish ball coi mình có gì ở đây trước. Chúng ta có chúng ta không crobat thì mình có thể quick ball cho crobat ở chỗ này được. Mình có thể quick ball cho DNA ở chỗ này được. Vậy mình sẽ như thế này đi. Nó sẽ là tối ưu nhất, làm mỏng một bài của mình nhất ra có thể. Và bây giờ thì mình sẽ như thế này, mình sẽ quick ball cái con ADP này của mình, và sau đó mình sẽ lấy con DNA của mình ra. Sẽ energy spinners luôn, chúng ta sẽ lấy chúng ta chỉ có một energy để nạp thôi. Đó cũng là một điều khá là có thể là một cái game changing trong trận đấu này. Đó là tại sao mình cần sử dụng sorcerer ở turn này. Sẽ nạp vào con đó, sau đó chúng ta sẽ DNA ở đây và chúng ta sẽ draw những lá bài mới. Đó là boss và đó là thứ duy nhất mà mình cần thấy rồi. Đó là cái boss này. Và bây giờ thì mình có thể đơn giản là yeah, boss con DNA của đối phương lên. Bây giờ mình có thể nạp cho Jason cũng được. Nạp cho con nào cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta phải đơn giản knock out được con Crobat thì của họ ở turn sau rất là dễ dàng thôi. Vì vậy mình sẽ đơn giản là Ultimate Ray đây thôi. Yeah, Ultimate Ray knock out cái con Dina của đối phương đi và lấy hai gì còn lại nạp hết vào người của con Jason này. Và như vậy ở turn sau chúng ta chỉ cần quick ball cho Elder God.
không, lựa chọn đó không được. Bởi vì Eregos chúng ta price rồi. Nhưng như các bạn thấy, họ knock out bất cứ con gì của chúng ta thì chúng ta có Persians ở đây, và Persians giúp chúng ta có được boss. Vì vậy không có gì đảm bảo, không có gì cho hoàn hảo con Persians trong cái trường hợp này cả. Đây giống như một tình huống checkmate vậy. Họ stamp mình, họ money mình, họ làm bất cứ gì mình không quan tâm. Chúng ta có Persians để sẵn sàng ở turn sau. Vì vậy giá trừ khi họ phải bắt, họ bắt buộc phải boss con Persians để mà knock out turn này. Họ bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng mà để knock out the person này thì họ phải dùng con Jason của họ. Và nếu như họ sử dụng con Jason của họ thì chúng ta có thể sử dụng Jason của chúng ta và knock out ngược lại họ. Vì vậy đây gần như là một tình huống checkmate rồi. Và mình không nghĩ được rằng họ sẽ có bất cứ một cái giải pháp nào khác ở đây cả. Họ chỉ đơn giản là đã thua rồi thôi. Trừ khi họ có thể Crushing Hammer, đó là một thứ mà họ hoàn toàn có thể làm. Nhưng mà không, đó chỉ là Ultimate Ray thôi. Và với Ultimate Ray thì chúng ta sẽ đảm bảo được chiến thắng ở đây. Họ sẽ nạp năng lượng cho ai mình không cần quan trọng nữa. Bây giờ mình sẽ đơn giản là sử dụng cái BC của Persian Side, và chúng ta sẽ kết liễu game đấu này với cái Boss Honors ở đây. Đó là một Prize, ok, hai Prize, ba Prize và bốn Prize. Dạ, mình đã nói rồi, đây là cái decklist rất tệ, rất tệ. Energy Search thay cho Energy Spinners, come on. Bạn hay làm tốt hơn thế mà. Không thể nào mà như thế được. Alright, Persians cut work. Và chúng ta sẽ lấy cái con, lấy cái boss của chúng ta ra. Lấy hai boss luôn. Boss cái con Zack của họ lên. Và chúng ta sẽ Brave Blade ở đây, knock out Zacian và lấy 3 prize cuối cùng của lại đây. Và giành chiến thắng ở trong trận thứ 3 liên tục với lại mobile ADP Zacian Persians này. Thì các bạn cũng đã thấy được cái sức mạnh của con Persians ở trong cái trường hợp như thế nào. Persians là một con khi các bạn set up xong thì nó gần như là một cái checkmate. Và đơn giản là đưa họ vào cái thế gần như họ không làm được gì cả. Và chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong 2 turn duy nhất. Chỉ cần 3 turn thôi, Alter Creation xong, knock out và knock out. Đó sẽ là cái game plan của cái bộ bài này. Nó khác xa với lại bộ bài ADP Zacians bình thường. ADP Zacians bình thường có thể linh hoạt hơn một xíu, nhưng con Persians này là một cái con khá là hay. Và nếu như các bạn nào không muốn đánh cái những trận mirror match ADP Zacian thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái decklist này và đánh thử. Nó có một vài điểm yếu nhưng mà cũng có một vài điểm hay. Đó chính là giả sử như là chúng ta sẽ sử dụng quá là nhiều basics như là Melts ở đây, chúng ta Oricorio các kiểu và mất đi một energy switch, thì đó cũng là một trong những cái mất mát. Nhưng mà đổi lại chúng ta có thể, nếu một khi đã set up xong thì mình nghĩ là trận đấu gần như là kết thúc rồi. Set up xong Persian, set up xong Oricorio, set up xong Alter Creations thì game đấu sẽ chính thức kết thúc, và đó sẽ là cái điểm mạnh của bộ bài này. Và đó cũng sẽ là kết thúc của video clip về bộ bài ADP Zacian's Persians ngày hôm nay luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này, và nếu như các bạn thích video clip này hãy cho một like và một subscribe, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip lần sau nhé.